Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha, cụm cẩm thị sống khỏe rồi. Cây này là ba thân chung cốt luôn. Cái này có mã số là 168 nha, 168. Wow. Tổng hoành là 97, tổng hoành 97 nha. Đâu rồi? Tổng hoành 97. Hoành cái thân này đo được là 38. Cây cao nha. Cao đến đầu thân chính là 90, 80, cao lên đến ngọn là 90. Bầu đất hiện tại là 40, 46 nhân cho 35. 46 nhân 35 nha. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 1 triệu 7 bao ship nha. Giao lưu nhanh dọn vườn luôn này, 1 triệu 7 bao ship thôi. Ở cây này khá là duyên dáng nha. Đây nhà mình xem tham khảo nha. Đó. Cây này về mình cứ lên chậu thêm chất trồng nữa là ok thôi. Dáng trực thiên nhiên này cái mình cứ đánh tán ngang 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 ra như thế này thôi là ok luôn. Đó, về lâu về dài là cái cây này khá là ổn định nha. Đó, cây thì sống khỏe rồi, mình yên tâm luôn. 1 triệu 7 bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.